Hello em Quang, xin chào tất cả quý anh chị và các bạn đang theo dõi clip của em nhé. Hôm nay em Quang quay đến gửi đến quý anh chị một con xe Hyundai Santa Fe mẫu mới nha quý anh chị. Sản xuất 2021, máy xăng bản Premium. Con này mẫu mới nha quý anh chị. Xe mới đi 23.000 km thôi, sơn zin hầu như là 99% nha quý anh chị. Hôm bữa xe về có chạy một cạn trước, em có quay, hình như em có quay qua quý anh chị xem rồi. Có chạy một xíu ở cạn trước, em cho dặm tút rồi lại rồi nhé. Xe nội thất nè, mới tinh tương như là xe trong hãng luôn nha quý anh chị. Xe đi 23.600 km, em nổ máy quý anh chị xem. Con này máy xăng nha quý anh chị. Máy xăng sản xuất 2021. Xe rất là đẹp luôn, giá bán thì cũng cực là rẻ luôn. Con này em bán chỉ có 1.068 triệu thôi. 1.068 triệu, rất là rẻ luôn quý anh chị ạ. Quý chị nào mua Santa Fe thời gian đầu thì bị lỗ khá là nhiều nhé. Con này về em lãi 10 triệu, 20 triệu là bay ngay nhé. Quý chị nào đang tham khảo dòng này cứ liên hệ cho em Quang nhé. Số điện thoại em để dưới mô tả. Màu rất là đẹp đây, màu này đang gọi là hot trend đó quý chị ạ. Màu xám titan nhé. Hơi tối. Hơi tối một tí. Hơi tối tí vì trong nhà, anh chị quý anh chị thông cảm giúp em nhé. Thì em nhích lên một tí rồi em quay trong cốp xe cho quý anh chị xem. Cần số nút bấm tiện nha quý anh chị. Cần số nút bấm rất là tiện luôn. Con nhớ vị trí ghế này. Con này thì chưa được nâng cấp cho nên không có radar phanh khẩn cấp với lại AEP control nha quý anh chị. Có cảnh báo, có giữ làn đường thôi. Chỉ có giữ làn đường này. Đây, cam thì cũng không có cam 360 nha quý anh chị. Ê em sorry lộn. Cam thì có cả cam 360 nha quý anh chị. Đây, cam 360 của Kia với Hyundai rất là nét luôn. Nét như là cam điện thoại của mình luôn quý anh chị ạ. Để quay ngoài cốp cho quý anh chị xem. Con này biển thành phố Hồ Chí Minh sẵn nhé, quý anh chị nào về Hồ Chí Minh hoặc là ra Hà Nội cũng không mất 20 triệu phí tiền biển nhé. Thanh cái này là thanh đây. Đây là cái thanh chở đồ quý anh chị. Che đồ khử mùi á. Hai hàng ghế sau đều gập điện nha quý anh chị, gập xuống là điện thôi mà lên là cơ nhé. Có điều chỉnh điều hòa ở hàng ghế thứ ba luôn. Xe rất là liên lạc luôn, sơn xi hầu như là sơn zin 100% nhé. Chỉ có chạy một xíu ở mấy cảng này. Bởi em cho dòng tút lại rồi, chạy không phải là chạy vô sơn nhé quý anh chị. Chạy sơn bên ngoài thôi. Vâng, chị đang tham khảo dòng này, cứ liên hệ cho em Quang, số điện thoại 037-765-2627. Xem xe tại 389 quốc lộ 13 Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức. Hỗ trợ banh 70% giá trị xe, giá xe nha quý anh chị. Đây mâm lốp thì mâm lốp này là mâm lốp Michelin nha quý anh chị. Mâm 19 inch. Đi lốp Michelin thì quý anh chị biết rồi. Tốt hơn là lớp zin của xe. Lớp zin của xe Santa Fe đi tầm 3 vàng là bắt đầu hư rồi quý anh chị. 3 vàng bắt đầu hư là chủ xe lên bộ lớp Michelin tiết kiệm cho mình khoảng hai mấy triệu ấy. Bộ lớp Michelin hai mấy triệu. Vâng, em xin kết thúc clip tại đây. Anh chị nào đang tham khảo dòng này thì cứ liên hệ cho em qua nhé. Em cảm ơn tất cả quý anh chị đã ủng hộ em thời gian vừa qua.